mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái viết bộ phỉ này nhá. Như các bạn thấy thì cái bộ phỉ này nó giống, khá là giống với bộ phi, cho nên là các bạn chỉ cần kéo cho mình một nét ngang phía bên dưới là được nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng viết cái bộ thủ này nào. Đây, cũng là nằm ở giữa cái đường kẻ dọc này nó đi nhá. Nào các bạn nhìn, đầu tiên chúng ta sẽ viết một nét sổ ngắn này. Đấy, một nét ngang nhá. Một ngang nhẹ này. Hai ngang nhẹ này. Ba ngang nhẹ như này. Sổ kéo dài ra hơn một tí xíu nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ viết một nét sổ phía bên tay phải. Hơi nhẹ, cong nhẹ nhẹ một chút này. Ngang nhé. Một ngang này. Hai ngang này. Ba ngang này. Và cuối cùng kéo cho mình một nét ngang dài vào đây. Đó, các bạn này nó khít như này là được. Ok các bạn nhé. Đấy, tương đối như này được. Thì các bạn thấy là cái bộ phỉ này chính là giao hẹ. Giao hẹ này thì mình sẽ viết một cái bộ thảo phía bên trên này. Sau đó mình viết phía bên dưới này. 1, 2, 3 này. 1, 2 này. 3 này. Kéo một nét ngang dài vào đây. Đấy. Trên này là giao hẹ. Vì nhà các bạn sẽ viết cho mình cái chữ Hán này. Như vậy là cái bộ phỉ này ấy thì là nó là giao hẹ. Nó một loài rau mà người ở bên Trung Quốc người ta rất là thích ăn. Các bạn thấy là cái giao hẹ này ở bên Trung Quốc ấy thì nó có được cái hình dáng to hơn. Còn hành ở Việt Nam thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Còn mình ăn rau hẹ này rồi mình cũng thấy là nó cũng bình thường thôi. Thì xào nấu thì trong thực phẩm và nấu đồ ăn ở người Trung Quốc thì họ hay mua loại rau này. Hay mua rau này ở ngoài chợ về và họ chế biến và họ nấu. Thế thì ở Việt Nam thì mình cũng thích ăn hành. Đấy, thì ở đây các bạn thấy là nó có thêm bộ thảo ở đây đó nhá. Về nhà các bạn có tập cho mình thêm cái bộ này nữa nhá. Bộ này được viết khá là dễ. Các bạn thấy là nó chỉ có các nét ngang và nhớ khoảng cách đều nhau cho mình, và nhớ là có đường kẻ dọc chạy ở giữa. Cho nên khi mà chúng ta viết cái bộ thủ này, chúng ta nhớ viết cái nét sổ phía bên tay trái và sổ phía bên tay phải này. Sổ tay phải sẽ thấp hơn một tí đây. Nào, nét ngang cuối bao giờ nó cũng sẽ được viết là dài nhất nhé. Và ở dưới là nét ngang. Đây, ngang cuối này là dài nhất thì đúng rồi, nhưng mà cái nét ngang này, ngang của hai bên này này sẽ được viết dài hơn so với các nét ngang ngắn phía bên trên. Đấy, dài hơn so với nét ngang ngắn phía bên trên các bạn nhé.